Đồ mua anh em mình dâng tới đâu rồi? Cái súng ở đây vậy? Cái súng ở đây vậy? Ở dưới sao? Ở dưới nè. Nhà mèo không có, nhà mèo không có đó nha. Em nghe dưới chân nè. Watch out! Có thằng nó bóp vô lại. Nó bút được trong đó anh ơi. Trong nhà này, trong nhà này. Watch out. Nhà anh ơi, anh Vinh. Nhà anh đây nè. Rồi bên nhà chung cư có anh Vinh ơi. Cái trường hảo nha. Watch out. Ai quy thì chứ nó bút được trong cái con kia luôn. Vừa mới mở cái kia nó sấy rồi. Để con mẹ. Kia bắn em ơi. Cho để. Để luôn rồi, tao thấy em. Có được, ở trong nhà em còn thằng gà lắm, thằng này gà lắm. Ây da, ôi, có gì chứ mình đây. Ú, bé mình kinh đấy, bé mình kinh là đấy. Help. Watch out. Còn hai quỷ nó không cư nữa. Chạy đi thằng. Mark the location. Nhà sao nó có cả bắn cả lắm, bắn em nó chứ đâu mà. À, bị đang solo nhưng nó bị quỷ kia nó bắn lén. Còn chấm. Watch out. Bên đầu mình là có thằng. Mày chết rồi.
Yếu rồi, yếu rồi. Để cho lâu em, cho lâu em. Yếu rồi. Con hả, bên thằng thầy con hả? Con. Em nóc bộ rồi, nó phải cứu. Nó mới nghe tiếng súng à. Nó phải cứu. Trong trong cái góc đó luôn á. Bắn con mắt này. Mày chơi. Watch out. Có đi xuống bên kia. Đặt chân, đặt chân. Bắn nhìn mặt. Nhìn chân đầu đúng không? Ê, tiếng chân gần con trái, bắn nhau đầu. Chạy ơi. Cái điệp. Chung cư còn. Chung cư đúng không? Để nó bắn anh mà giữa. Watch out! Lúc nào, lúc này nó nghe mày không? Thank you. Không, 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 Watch out. Má không phải xử bằng bên mèo trước ta. Mày qua chơi lầu à? Chơi nắp nữa. Chị ấy. Help. Chết mẹ. Lầu ta. Nắp qua, nắp qua, nắp qua. Còn thằng bên mèo. Thằng này nó yếu lắm rồi, nó đang bơm máu kìa. Như có 3 mà anh có 6 rồi. Qua đây là anh lấy có 3 mà. Cũng lượm sát em nha. Ê đậu quá lỡ. Đậu quá kìa. Đứng đầu vậy trời. Đứng kìa. Đứng kìa. Đứng kìa. Cứ đồng ý vậy.
nhà anh như này. Có đủ đi bé. Đấy đủ bé. Cho nó gọi cho. À, cứ bắn đi, cái này ngồi nó nhìn gì kìa. Nó bắn rồi, nó bắn rồi. Nó đang chơi rồi, qua đẩy đi, Ủa đâu rồi mọi người đó rồi. Đang đẩy anh mà. Nó bị ghét, không. Đẩy nó đi, nó trên lầu. Đó rồi. Dạ nó đẩy trứng á, con ăn. Ba, em đâu có dám đi rồi. Nó mà không rồi. Nó mà không nằm ở cậu đi ghé là chém chết mèo rồi. Chưa được chém cậu đúng gì. Nó chết rồi. Em bay lúc nhảy bên này nó hỏi cái linh của sở em tốt rồi. Vô tình rồi. Nó nhảy bên đây cái thấy nó luôn. Tranh thủ thời gian nó cứu đi. Thằng này nó phải tốn 9 giây nó cứu mình có thời gian mình qua được. Mẹ bên kia bắn sai đi chứ, công lẹ nè. Sợ móc qua được rồi, từ từ. Mẹ cũng đang sợ móc nè, thằng ca nó đang bắn bên kia rồi. Nó đang bắn kìa, nhìn này á, bị trào hay gì. Nó bắn chị, nó kê chị xong rồi. Hai nào. Hai thằng nữa. Bị cái gì mà hai. Còn giờ tìm tôi mới có tiền này. Có. Một sau hơi toan nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Watch out. Em ngồi ở ngoài. Công chung cư nhỏ ở trước nè. Tiếp. Em đi trước em chết rồi. Chạy trên đồi. Xe tới. Nó là cao đó. Bên đây chân ra. Thêm con xe nữa tới kìa. Con bầm á. Thôi đây nó ra lại ngoài đi. Chỗ nhà em nè. Ừ ra lại ngoài đi. Nhà em nè. Dưới tầng 1. Bị nó rồi. Độ nhảy nó thay đổi rồi nó. Watch out. Dưới còn không? Ngoài hàng rào. Ở dưới em chưa nghe. Nó có ammo rồi, cẩn thận. Một thằng ngoài rào với lại thằng ở trong nhà dưới tầng 1. Watch out. Trong phòng này có. Watch out. Watch out. Hiểu rồi. Thằng trên nóc nóc thằng này. Watch out. Rồi nó bên xe luôn rồi, nó bên xe luôn rồi. Cứu đi hàng, cứu hàng, cứu mèo đi hàng. Cứu đi anh em coi. Watch out. Cứu chị không gọi cho được bạn ơi.
còn khó đây. Chơi bom nè, cứu lẹ em trèo vô. Và nắp hai là còn thằng cuối thôi, Watch out. Nhìn bên này thôi, nhìn bên này đẩy qua là mình thắng được. Nắp hai rồi, không phải qua nắp bốn. Mình thôi thắng không được mình đẩy luôn. Còn một thằng bên này nữa, Watch out. Còn bên này. Cái đại trong phòng. Cái đại đây, nó qua đó bố rồi. Bắn nóc hai mình đó. Cứ nhìn thôi, nhìn nó không biết chưa đến đại qua. Nó còn kê chì lắm anh ạ. Còn một thằng ốp nữa. Có thằng nãy, Rồi chết được thằng đi xấu. Mark the location. Chắc hai thằng mà nghĩ cho nó lùi về. Nó bị đẩy, Watch out. Những cái thằng là gần mình đúng không? Có thằng gần mình là cái bên nữa. Rồi thằng lẻ kia clear một tim rồi. Còn ba thôi. Tim một. Ba. Con này nè, con này một cái thằng gì nè. Con ba. Thấy nè. Hai thằng nó tới, hai thằng tầng trên, một thằng tầng dưới, một thằng. Qua luôn. Help. Rồi nó mù rồi, nó mù rồi. Ok. Vừa kịp nóc thằng ném lửa. Thằng đâu vậy? Em trên lầu. Ngồi đây chắc ăn. Nó có súng kính luôn. Vậy là ba thằng A, vậy là con thằng Việt Nam bên kia thôi. Thank you. Đúng rồi, có thằng bên cái nhà hồi nãy mình bắn nãy giờ. Còn mỗi thằng đó chỗ mình trong bo luôn nè. Ai lên được nóc nhà này nữa là ngon. Cáo gì? Rồi xong luôn. We are the best. Chúc mọi người xem clip vui vẻ, ủng hộ mình một like và đăng ký nhé.